Xin chào các bạn, trên tay mình hiện nay đang là một chiếc Samsung Galaxy S7 đến từ thị trường Mỹ. Và có thể nói rằng là đã có quá nhiều video đánh giá, chia sẻ cũng như là tư vấn đến cho các bạn về cái chiếc điện thoại này. Tuy nhiên mình vẫn cần phải làm một cái video để mình chia sẻ đến cho các bạn cũng như giải đáp tất cả những câu hỏi liên quan đến sản phẩm này. Khi mà mình nói thật với các bạn là có quá nhiều người đặt trên kiểu YouTube của mình này hay là thậm chí cả cái Facebook cá nhân của mình. Và cụ thể đó là những câu hỏi gì thì bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu vào cái video này nhá. Ok, thế thì câu hỏi đầu tiên đó là với những chiếc S7 đến từ thị trường Mỹ thì cái phiên bản nào nó không cần phải unlock đã có thể sử dụng được SIM tại thị trường Việt Nam? Thì mình cũng chia sẻ luôn, đó chính là phiên bản của nhà mạng Verizon. Bởi vì cái phiên bản nhà mạng đó nó sử dụng cái băng tần chính đó là CDMA, nó không khóa cái băng tần GSM. Ở thị trường Việt Nam thì chúng ta lại sử dụng GSM, đơn giản là chỉ lắp vào vẫn có thể nhận sóng và có thể sử dụng được 4G một cách cực kỳ là bình thường, không gặp bất cứ một khó khăn nào cả. Tuy nhiên thì nhiều người đánh giá rằng cái phiên bản Verizon thì nó là cái phiên bản nhà mạng kém ổn định nhất, cũng như là sóng nó kém nhất trên tất cả những cái phiên bản đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Ví dụ như kiểu là Sprint này, AT&T này hay là T-Mobile. Tuy nhiên thì đó chỉ là một vài thông tin đưa ra mà thôi. Mình chưa thể nào kiểm chứng được bởi vì là hiện tại những chiếc S7, S7S đến từ nhà mạng Verizon ở thị trường Việt Nam khá là ít. Điều thứ hai đó là nhà mạng Sprint ở trên những chiếc S7, S7S thì có sử dụng được 4G tại thị trường Việt Nam hay không? Câu trả lời đó là có sử dụng được một cách cực kỳ là bình thường. Với những chiếc như là Note 5 này, S6 trở về trước đây, cụ thể hơn là với tất cả những cái thiết bị đến từ nhà mạng Sprint hầu như là sẽ không sử dụng được 4G tại thị trường Việt Nam, kể cả chiếc G5 đến từ nhà mạng Sprint cũng như vậy. Tuy nhiên với cái chiếc mình đang có trên tay đây là S7 đến từ nhà mạng Sprint thì nó vẫn có thể sử dụng được một cách bình thường. Cái này nó liên quan đến phần cứng chứ không liên quan gì đến phần mềm. Nhiều bạn có hỏi là áp sang cái bản ROM quốc tế là có cái mã là U cuối cùng thì nó sử dụng được 4G. Tuy nhiên mình khẳng định lại đó là ngay ở ROM gốc 930P thì nó đã có thể sử dụng được 4G một cách cực kỳ là bình thường rồi, không cần thiết phải sử dụng sang cái phiên bản ROM quốc tế. Cái này nó liên quan đến phần cứng các bạn nhé. Câu hỏi thứ ba đó là nó có thể update OTA được hay là không? Thì câu trả lời của mình là nó có thể update được OTA một cách cực kỳ là bình thường nếu như các bạn sử dụng cái ROM gốc của nó và chưa tùy biến, chưa tùy chỉnh bất cứ một thứ gì. Máy của nhà mạng Sprint cứ ROM bản P gốc là update được hết. T-Mobile cũng như vậy, AT&T cũng thế, rồi Verizon cũng như vậy. Và với những cái chiếc mà mình đang có trên tay đây, mình đã áp sang một cái phiên bản ROM, RAM quốc tế và các bạn ý có cái mã đó là G930U. Thì khi mà máy chạy ROM gốc, máy vẫn có thể update OTA một cách cực kỳ là bình thường, không gặp bất cứ một khó khăn nào cả. Các bạn có thể lưu ý thế ở đây này, hiện tại nó đã đang tải về một cái phiên bản cập nhật phần mềm và bây giờ mình có thể cài đặt bất cứ một lúc nào. Và các bạn lưu ý đây là OTA. Câu hỏi thứ tư đó là với những chiếc S7 Mỹ này thì chúng ta có thể mốt được sang để sử dụng hai SIM hay là không? Nếu như các bạn để ý ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể mốt được với những thiết bị S7, S7S chạy chip Exynos từ một SIM sang hai SIM. Là bởi vì sao? Bởi vì là cái phần cứng nó đã hỗ trợ hai SIM rồi. Tuy nhiên thì firmware nó được chỉnh để mình chỉ sử dụng một SIM mà thôi. Một số những cái thành phần bất hảo gọi là kỹ thuật viên phần mềm rất pro tại thị trường Việt Nam đã có thể mốt để mà chúng ta có thể sử dụng hai SIM trên những thiết bị ấy. Tuy nhiên nó chỉ áp dụng với Exynos và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cách nào để mốt sang những cái thiết bị chạy chip Snapdragon như thế này. Thì chúng Mỹ thì hầu như là không có hai SIM. Vậy nên cái vấn đề mà Galaxy S7 Mỹ này chạy chip Snapdragon có thể mốt được hai SIM hay không thì các bạn phải chờ đợi trong một cái tương lai nữa. Các bạn nhớ thì vẫn còn có những cái thiết bị chạy chip Snapdragon hỗ trợ hai SIM, ví dụ như là S7S đến từ thị trường Hồng Kông. Tuy nhiên đây là đến từ thị trường Mỹ thì mình cũng không rõ nó là như thế nào, cùng nhau chờ đợi thôi. Nhưng ở thời điểm các bạn đang xem video này, cái thời điểm mà mình public video là chưa có thể mốt được. Và cái cuối cùng mình cũng phải chia sẻ thật, đó là với những thiết bị đến từ Mỹ như thế này thì về đến thị trường Việt Nam các bạn sẽ hầu như là phải unlock sóng, unlock SIM thì mới có thể lắp SIM vào và sử dụng một cách bình thường được, đúng không? Trừ cái nhà mạng Verizon. Vậy nên là cái vấn đề gọi là cập nhật phần mềm lên những cái phiên bản mới hơn thì mình cũng không rõ là có nên khuyên các bạn là nên cập nhật hay là không. Nhưng nếu như các bạn để ý thì những chiếc như là Note 5 này, rồi S5 này, Note 4 này hay là S6, S6S có một vài sản phẩm nếu như up lên những cái phiên bản mới hơn thì có thể bị lock lại cái nhà mạng, tức là lock SIM và các bạn sẽ không thể nào lock SIM vào và chúng ta sử dụng được. Vấn đề này thì gặp phải khá nhiều trên chiếc Galaxy Note 5 đến từ nhà mạng Sprint hay là Note 4 thế, rồi S5 cũng như vậy, gặp phải khá là nhiều. Chiếc S7 này thì mình không rõ là như thế nào. Tuy nhiên thì mình cũng có thể nói rằng là dính dớp của những thiết bị kia thì các bạn cũng phải rất là cân nhắc trong quá trình đó chúng ta cập nhật phần mềm lên những phiên bản mới hơn.
Và đó là tất cả những câu hỏi liên quan đến chiếc S7 Mỹ này mà đã có rất nhiều bạn gửi đến cho cái kênh YouTube cũng như trên cái Facebook cá nhân của mình. Hiện tại thì mức giá của nó phải nói là quá rẻ, chỉ rơi khoảng tầm 7 triệu chúng ta đã có một cái siêu phẩm cho năm 2016 này. Đây là một cái sự lựa chọn hàng đầu khi các bạn muốn mua điện thoại mới để chơi vào dịp Tết. Quá ngon, ngon từ mọi thứ luôn, thậm chí từ thiết kế, từ màn hình, camera rồi hiệu năng, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Vậy thì các bạn thấy sao? Hay là các bạn có bất cứ những cái thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm này thì hãy comment phía bên dưới. Mình sẽ làm những video khác để trả lời dành đến cho các bạn sau. Còn video này mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn hoangmobile.com đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video. Mức giá cũng như chương trình khuyến mãi thì mời các bạn bấm vào link để tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên bấm like, share, như subscribe kênh YouTube của mình nhé. Bye!